Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chơi lớn ngày đầu năm khiến bao người ghen tị bởi tình cảm quá ngọt ngào. Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu rất biết cách thể hiện tình cảm dành cho nhau, cả hai cũng thể hiện sự quan tâm hết mực tới gia đình. Những ngày đầu năm 2024, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã dành nhiều thời gian cho gia đình của mình. Trên trang cá nhân, nữ hoàng phòng trà đăng tải khoảnh khắc cực tình cảm dành cho nhau. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt đắm đuối, chiều mến trong khung cảnh vô cùng nặng mạn tại Vịnh Hạ Long. Thể hiện tình cảm dành cho nhau, cặp đôi còn không quên hé lộ. Khung cảnh đại gia đình hạnh phúc khi chuyển đi đầu năm cũng có sự hiện diện của những người thân Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Được biết Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã có màn chơi lớn khi thuê chọn một chiếc du thuyền để cả gia đình tận hưởng không khí nghỉ dưỡng tại Vịnh Hạ Long. Trong bức hình đại gia đình được chia sẻ, có thể thấy cả hai vô cùng hạnh phúc khi được ở bên nhau và được thể hiện tình yêu với những người thân của mình. Thời gian qua, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu nhận được sự chú ý khi cùng gặp mặt trong chương trình Chị đẹp đảm giáo dễ sóng. Nếu như Lệ Quyên là một trong số 30 chị đẹp góp mặt tại chương trình, thì Lâm Bảo Châu đã đảm nhận vai trò host MC bên cạnh diễn viên quốc trường và MC Anh Tuấn. Mặc dù sự thể hiện của Lâm Bảo Châu trong vai trò này dày nên một số tranh cãi thế nhưng không thể phủ nhận sự nỗ lực cố gắng của anh để hoàn thành vai trò của mình. Còn về phía Lệ Quyên bên cạnh việc mang đến cho khán giả những màn trình diễn ấy ấn tượng, nữ ca sĩ thời gian vừa qua còn khiến công chúng xôn xao khi ẩn ý về một thành viên trong số 30 chị đẹp ham hồ thèm khát vinh quang. Nữ ca sĩ cũng nên tiếng đáp trả Mọi lời bình luận cho rằng cô nhận được sự thiên vị Khi hiện diện trong chương trình này Sau những chia sẻ thể hiện sự bức xúc của bản thân Lệ Quyên quyết định khép lại mọi chuyện Để tiếp tục hành trình chị đẹp đào giá sẽ sóng Đồng thời thể hiện tình cảm với đa số chị em hiện diện trong chương trình